truyền tải cái thông điệp của mẹ truyền, nhưng mà cam đảm mới là điều quan trọng. Anh dám hát tại anh thấy đâu có gì sai. Không mình làm dám hát sẽ bị công kích nhưng mà khi anh hát lên vậy em bấm cuộc đời này mình sống đúng là đúng, là đúng, là đúng thôi chứ như thế nào mà. Nhưng mà cũng đỡ đây là cam đảm, anh hiểu không? Có nghĩa là nhưng mà anh biết sao anh quý em ở cái điểm là gì hả? Không phải là anh biết em biết duyên là chị em, mà anh nhìn em giống một người bạn mà anh rất là quý, đó là tên là Tâm Như. Mình biết Tâm Như là cái cách, cái miệng giọng nói, cái tiếng ta, cái mặt y chang luôn. Như đó là Bibi cũng là Như, cũng là giống em vậy. Đây bây giờ mình hát lại cái bài Không Phải Của Mình ở Úc được không? Hát mình nó kỳ không? Cho mọi người lúc đó lẹ trả lời lẹ được không? Không biết hơn xui không được, mà hát biết thì được, mà nhà thì sợ nó loãng quá. Hát cái gì cũng vậy mọi, nhưng mà mọi người hát chung với anh thì được. Hát chung 500 khán giả hát chung với anh nghe được không? Trời ơi, vua vừa là chú ngay 8 giờ này bắt lòng lại nè, kể tới là vua nó dòng lại rồi nè kiện ơi. Tôi ngồi trên xe mà lúc đó tôi đang mệt mà ông Kiệt ông nói gồng mấy bài mà tôi không tới Kiệt. Ủa đó tự nhiên đang nói chuyện đi đâu vậy? Quỷ cái. Nói chung là hôm nay mấy anh em vui. Thật sự là nếu mà một cái người khác là hát xong rồi về, mà cái này á hát mà bị công an bắt luôn, tại vì phải có cái gì vậy? Tôi đến sớm mà tại vì cái gì mà công an bắt vậy? Tôi đến mà bị con Minh nó hối quá, đậu xe đại ngoài đường mới chạy lên, tại sợ mọi người nói là 8 giờ ao. Có 8 giờ 8 rưỡi ao luôn mà mình đến trễ mà mọi người chờ vậy mình mệt lắm. Cho nên là mình đậu xe ngoài đường công an đâu thì chịu đi đâu. Đóng. Cái gì anh Nguyên? Chạy đi đóng phạt chứ coi lại em đọc lên. Đi đâu nữa nè? Tôi chưa có ăn gì vô đây. Thầy chưa có ăn gì vô đây, thấy mọi người ăn thèm nó chết luôn. Đi đeo 156 rồi. Ở đây phải đi anh em tôi với anh Tài. Nhưng mà mình làm cái cơm mà hiểu tại vì tôi đậu sai. Tôi với là dành mà kéo người bạn ra dòng. Bảo! Đã cho bạn dù anh hết mấy bạn cho bạn khổ bằng. Đâu không có, tôi bị xe phạt rõ ràng mà. Bạn đi đâu đi ra đường? Tao không có bị bệnh. Ôi, thằng này nó xuống dưới nó bị kia. Trời ơi, uống ba ly mà nó ói luôn rồi trời. Không, tôi ói ở trong này, bạn này mới kêu tại vụ là người lái xe mà hiểu không? Thì bạn lái xe không biết, thằng nó biết lái đâu. Nhưng mà tại vì ta nói cho tiền thông ông ngồi như ba ly rồi. Ủa, bây giờ không lái đâu, nó nói vậy sao nữa? Không lái ở đâu? Không lái dưới này nè, đối diện nè. Không lái đúng không? Ôi nè, đó, 7, 8, 9 đó, người ta trẻ người đó đó. Tám mốt mà già quá. Đã già mà còn nghiệp nữa. Mấy màu quá chị. Đã đúng già mà còn xính nữa. Không biết nhột. Ông đây là tôi đây á. Ông giờ tôi về á, tôi lại luôn á. Giờ tôi lại á. Anh đi sao hả? Anh kêu đi à? Con gì mùi nữa. Đi xong bạn rất là chất luôn á. Chất như nước cất luôn. Rồi cho mình sẽ xin bài Không Phải Của Mình nha, karaoke đi. Là gì chưa được hát bài này cho ok nhạc đen. Nhẹ mà ai nhắc nặng thì cứ chia sẻ bài hát này để mà nhắc những ai mà đang tham lam, đang tham lam mà coi như là không phải của mình, cứ dành hoài, dành không biết đến kiếp nào mới hết được nữa. Câu chuyện này của gia đình vô cũng nó có xảy ra rồi. Vô ơi, bây giờ là nếu như bài hát này á là mọi người ủng hộ quá, ngày mai mình quay MV mới được không Vô? Ngày mai nha, lên lịch nha. Ly ơi, em với anh Vô mời chị tham gia cái MV này, giai nữ chính, chị có tham gia được không chị? Vỗ tay cho chị được không ạ? Ngày mai nha anh, ngày mai. Bây giờ nói chung là mình là
một người làm nghệ thuật, cho nên là cái gì mà nó đúng lý đúng lẽ ra là mình sẽ rút thôi. Mình không có, tại vì mình là người truyền cảm hứng và người chia sẻ những cái gì mà tử tế nhất trong cái cuộc sống này bằng âm nhạc, mình chuyển tải đến mọi người. Đôi khi mình nói nó mất hay, nhiều khi mình biết nhưng mà mình không nói, nhưng mà mình hát thì mình có thể nói là sẽ chạm đến trái tim của mọi người sẽ lay động và chuyển hóa nó nhanh hơn. Cảm ơn bạn. Thôi bây giờ nãy giờ Du cũng uống nhiều rồi, ly này cho phép ly cuối cùng đi nha. Cạn ly với bạn danh của mình nè, một người bạn rất là tuyệt vời của Du nè. Cạn ly với tất cả mọi người luôn. Trời ơi chơi luôn hả? Đây có thiền mai của thảnh ta. Bây giờ sao? Bây giờ mời mọi người nha. 1, 2, 3, go! Nói thiệt nha, tôi thề với trời đất chưa bao giờ tôi uống 3 ly trên sân khấu luôn á. Chưa bao giờ luôn, tại hôm nay quá vui. Gặp toàn là những gương mặt thân thương, mà nhất là những người bạn cùng thế hệ của tôi ngồi đây nữa. Ông Danh bình thường cũng có mời tôi uống được ly nào đâu. Bữa nay tôi gặp ông là tôi quá vui. Tại vì bình thường ở trong một không gian khác mình rất là ngại, bởi vì mình uống cái là mình bị tắt tiếng luôn á. Ở đây chơi luôn là lỡ tắt cho tắt luôn. Bữa đám cưới ông là tôi uống cũng nhiều lắm, nhưng mà không có bằng ông. Chỉ cạn ly với ông thôi. Bây giờ mọi người ơi, còn vui không vậy? Phản ứng cho mình bằng một tràng vỗ tay có vui không ạ? Dạ, hai anh em tôi hát chung được không ạ? Tôi với Danh với cho Kiệt đâu rồi? Kiệt đâu rồi? Không đi đái, không đi luôn đó nha. Ai biết đâu. Chú cho Gia Kiệt đi đái nè, đi về nha. Đi xe. Ta nói xã hội bây giờ không có giấu gì được hết á. Cứ thoải mái thật sự đi. Mà nói thật lắm, nói thật thôi. Sống thật đi chứ. Châu Gia Kiệt ơi, cô đề nghị là chú toilet xong rồi chú trở lại 5 phút thôi chứ lâu quá mọi người mình đợi lâu quá chú ơi. Chú Châu Gia Kiệt. Còn bây giờ là xong cái chuyện này thì nhà anh Du mà mọi người uống đi chứ em biết Du mạnh vậy lắm. Bây giờ tôi với Danh hát bài ha. Hai đứa mình, tôi hát bài của bạn đi. Bạn chọn bài gì tôi hát với bạn. Đúng rồi, biết hết. Cũng được luôn. Dạ, ok. Dạ. Một bài nhạc trẻ mới đi, hai đứa tám biết mà hát nhạc trẻ. À, em ơi, cho anh bài trong cái nét được. À, mình nó muốn Du uống hết mới được hát. Rồi, thôi bây giờ, cả nhà mình ơi, thật sự ra bạn Quách Tấn Du uống rất là yếu, nên là mình cổ vũ cho bạn được không ạ? Lý đâu, Lý đâu, Lý đâu? Lý Mỹ Kỳ ơi. Kỳ ơi kỳ. Hết nha. Lý ở đâu? Gia đình mình ơi. Những người em có xu đâu ạ? Em biết là hôm nay là anh Du rất là xỉn. Tại vì anh Du á là em chơi với anh Du rất là lâu rồi. Anh Du uống nhiều nhất là chỉ có 2 ly thôi. Nhưng mà hôm nay là anh Du anh uống khoảng 5 lon. Hình như là 5 lon á. Giờ mọi người cho anh Du một tràng pháo tay để cho anh Du uống tiếp nữa được không ạ? Một tràng pháo tay lớn nhất là cho Du. Bây giờ để ly khúc bật ngọt nha. Mời em Minh tới đây luôn. Mình anh em mình tăng ca luôn nha. Micro, cho 1000 cái micro đi.